câu chuyện mỏ khoét đi nổ bỏng và cái kết không như là mơ, thiếu thốn đủ thứ. Chuyện là mình mới phát hiện ra ở gần nhà mình có một chỗ nổ bỏng siêu siêu gần luôn, có khi đi bộ dẫm được ấy, nó chỉ cách nhà mình tầm 500m thôi. Thế xong rồi mình cũng hí hửng để chuẩn bị đồ đi nổ bỏng, xong rồi nhận ra là nhà mình còn có mỗi gạo thôi. Đến đây rồi thì mình lại lật đật chạy ra cái hàng tạp hóa gần nhà để mua đỗ xanh này, mì tôm với cả đường vàng nữa. Mình định cho thêm cả lạc vào cơ, thế nhưng mà cô bán hàng ở đây thì cô bảo là ở cái chỗ nổ bỏng đấy người ta không cho lạc vào đâu, đừng có mua ra phí tiền. Thú thực với mọi người thì lần cuối cùng mình đi nổ bỏng là cách đây tầm 15 năm, lúc đấy thì mình chỉ khoảng 6-7 tuổi gì đó thôi, nên là mẹ mình chuẩn bị hết từ A đến Z. Mình chỉ có mỗi cái việc là đi theo mẹ rồi đứng nhìn người ta nổ bỏng xong rồi tranh thủ thó vài cái lúc mới ra lò để ăn. Nên giờ trong trí nhớ của mình là mình chỉ nhớ được nó có vài cái nguyên liệu cơ bản như này thôi. Ra đến đây rồi thì mình thấy người ta còn cho cả gạo lứt vào cơ, lúc nổ bỏng nó ra cái màu tím tím trông cũng đẹp phết. Ôi, mọi người nhìn này, có một chị đi trước mình, chị nổ được một túi to đúng như này luôn. Ban đầu thì mình cứ tưởng là mình sẽ nổ được một túi như này đấy, nổ xong thì chắc mang về cho cả họ ăn mất, nhưng mà không có tưởng bở gì đây hết nhá. Đấy, ra đến đây thì chị sẽ cho mình một cái chậu này để mình đổ hết tất cả các nguyên liệu vào. Kinh nghiệm lần đầu tiên đi nổ bỏng sau 15 năm của mình thì là mọi người cho ít đỗ thôi, không thì cái bỏng của mình lúc ra nó sẽ rất là nhỏ và cứng. Mọi người cứ cho nhiều gạo lên thì cái bỏng lúc ra của mình nó sẽ vừa to vừa giòn mà lại có xốp nữa. Giờ thì mình biết tại sao ở đây người ta không cho lạc vào rồi mọi người ạ. Là vì cái hạt lạc nó quá to, không thể nào mà cho vào đây được, cho vào đây kiểu gì nó cũng sẽ bị tắc. Còn nếu mọi người muốn cho lạc vào thì đơn giản thôi, mọi người chỉ cần xay nhuyễn nó ra trước ở nhà là được. Đây cho mọi người xem này, cho gạo lứt vào thì nó sẽ ra cái màu tím tím lớn lớn như này, trông đẹp nhở. À mà ở đây thì anh chị còn bán cả bỏng nấu sẵn luôn nữa cơ, có 10.000 một túi thôi. Ai mà lười thì cứ ra đây mà mua, đỡ phải mất công chuẩn bị. Ê, cái khúc này mình ngồi nhặt bỏng trông nó buồn cười thực sự luôn ấy. Với cái tình hình này thì thiết nghĩ là mình nên thay cameraman mất thôi, chứ bao nhiêu góc đẹp thì không quay lại chọn đúng cái góc, rất chi là dìm hàng nhá. À đây, quên không khoe với mọi người, gia tài đi nổ bỏng về của mình đây được đúng bằng 1/3 của cái chị vừa nãy. Đi nổ bỏng là hết 17.000, còn nguyên liệu thì đâu đó chắc hết 10.000. Lần sau đi nổ nhất định phải nổ nhiều nhiều lên cho nó bõ. Tất cả những cái đồ hay dùng thì mình sẽ để dưới comment nha. Còn bây giờ thì đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nữa nhá. Bye bye.